Sau khi được viên mãn sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đều cùng một hiệu là trang nghiêm vương Như Lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thệ thế gian giải vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi ấy ở trong chúng cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Đại Ẩm Quang, cụ thọ Thiện Hiện, vân vân, các đại bí sô, bí sô ni, đại bồ tát, ô ba sách ca, thiện nam, ô ba tư ca, tín nữ đều rời khỏi tòa chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát được chứng đắc bát nhã ba la mật đa, là đại ba la mật đa, là quảng ba la mật đa, là đệ nhất ba la mật đa, là tôn ba la mật đa, là thắng ba la mật đa, là diệu ba la mật đa, là vi diệu ba la mật đa, là cao ba la mật đa, là lực ba la mật đa, là thượng ba la mật đa, là vô thượng ba la mật đa, là vô thượng thượng ba la mật đa, là đẳng ba la mật đa, là vô đẳng ba la mật đa, là vô đẳng đẳng ba la mật đa, là như hư không ba la mật đa, là vô đối đãi ba la mật đa, là tự tướng không ba la mật đa, là cộng tướng không ba la mật đa, là thành tựu nhất thiết công đức ba la mật đa, là bất khả khuất phục ba la mật đa, là có thể điều phục tất cả ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa rất tôn quý, rất thù thắng, tối cao tối diệu, đầy đủ thế lực lớn, có thể thực hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng. Có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng. Có thể đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không gì sánh bằng. Có thể đắc tự thể không gì sánh bằng. Đó là thân được trang nghiêm, vô biên tướng, tốt đẹp, vi diệu. Có thể chứng pháp không gì sánh bằng. Đó là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, cũng nhờ tu hành bát nhã ba la mật đa hoàn toàn viên mãn mà có được sắc không gì sánh bằng, có được thọ tưởng hành thức không gì sánh bằng, chứng bồ đề không gì sánh bằng, truyền pháp luân không gì sánh bằng, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Chư Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng nhờ tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đã sẽ và đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát muốn đạt đến sự cứu cánh của tất cả pháp để đến bờ bên kia thì nên học bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm cho tất cả trời người A Tốt Lạc Tiền Đạt Phược vân vân trong thế gian đều cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Thế Tôn dạy bồ tát Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm cho tất cả trời người A Tốt Lạc Kiền Đạt Phược vân vân trong thế gian đều cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nhờ đại bồ tát ấy mà thế gian có trời người xuất hiện, đó là đại tộc Sát Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trường Già, đại tộc Cư Sĩ, chuyển Luân Thánh Vương và vua nhỏ phú quý có quyền lực, trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian. Nhờ đại bồ tát này mà thế gian xuất hiện dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, độc giác bồ tát và chư Phật. Nhờ đại bồ tát này mà thế gian xuất hiện Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nhờ đại bồ tát này mà thế gian xuất hiện những thứ đồ ưa thích để sanh sống, đó là thức ăn uống, y phục, giường chiếu, thuốc thang trị bệnh, của cải, gạo thóc, chân bảo, đèn đuốc, vân vân. Nói tóm lại, tất cả thú vui của trời người A Tốt Lạc vân vân và Niết Bàn đều phát sanh từ đại bồ tát ấy. Vì sao? Vì đại bồ tát ấy tự mình hành sáu pháp ba la mật đa và khuyến khích người khác tu hành, cho nên nhờ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà tất cả hữu tình đều đạt được lợi ích an vui thù thắng.
Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi này lại phát ra vô lượng tia sáng đủ màu sắc, chiếu khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật ở 10 phương. Khi ấy, mỗi cõi Phật trong hằng hà sa số thế giới ở 10 phương đều có vô lượng vô số các đại Bồ Tát. Thấy ánh sáng lớn này đều nghi ngờ, các vị đến chỗ Phật của cõi mình cúi đầu cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, đây là thần lực của ai, lại do nhân duyên gì mà có ánh sáng lớn chiếu các cõi Phật như vậy? Khi ấy mỗi Đức Phật trả lời cho các đại Bồ Tát: Ở phương kia có thế giới Phật tên Khảm Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn đang giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát. Hiện tướng lưỡi che khắp 3.000 đại thiên thế giới, từ tướng lưỡi lại phát ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc, chiếu đến hằng hà sa số thế giới, các cõi Phật ở 10 phương. Ánh sáng này là do tướng lưỡi của Phật ấy hiện ra. Khi ấy vô lượng vô biên các đại Bồ Tát ở mỗi cõi nghe xong hoan hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn đến thế giới Khảm Nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bồ Tát, đồng thời nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót cho phép chúng con được đi. Mỗi Đức Phật đều dạy: Này đã đúng lúc, các ông hãy đi tự nhiên. Bấy giờ được Phật đồng ý, các đại Bồ Tát lễ lại dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải rồi từ giã ra đi. Các đại Bồ Tát sửa soạn đủ thứ vật quý báu, nào tràng phan, lọng y phục, anh lạc, vòng hoa thơm, chân bảo, vàng bạc, các loại hoa vân vân, tấu lên đủ loại âm nhạc phi diệu, trong chốc lát đã đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, đi nhiễu 100.000 vòng rồi lễ Phật và lui qua một bên. Khi ấy trời từ đại thiên vương chúng cho đến trời sắc cứu cánh đều đem vô lượng vòng hoa thơm và vô lượng hoa trời thượng diệu đến chỗ Đức Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật, Bồ Tát đi nhiễu 100.000 vòng đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui qua một bên. Cũng lúc ấy các đại Bồ Tát trong 10 phương và vô lượng trời ở cõi dục giới và sắc giới dâng cúng đủ lại vật báu như tràng phan, lọng y phục, anh lạc, hương hoa châu báu và các âm nhạc vân vân.